khách hàng nói chung cũng học sinh sinh viên á, cần mình cài cái CD về thêm nguồn vọc vạch thôi các bạn. Rồi các bạn tiến hành cài CD như trên màn hình thôi, đợi một lát nó sẽ tải những cái gì cần thiết á, là trên máy mình đã có CD ha. Chào các bạn, hôm nay có khách hàng nhờ mình giao rét cái con iPhone 6 về vọc vạch này các bạn. Sáng nay mình chia sẻ video này cho anh em nào chưa biết luôn nha. iOS 12.5.7 thôi, máy này thì ra khá là lâu rồi. Tiến hành mình giao rét nhanh gọn lẹ cho nó nè. Các bạn ghim vô máy tính, mở Powerful lên, đợi cho cái Powerful nó nhận diện cái điện thoại đầy đủ á, rồi mình tiến hành mình giao rét cho nó nè. Chia sẻ với các bạn cái cách là mình giao rét không có cần USB luôn nha các bạn. Lúc trước những cái con máy này mình phải tạo USB boot rồi nó hơi lằng nhằng ha. Thì giờ mình tiến hành giao rét bằng cái tool cho nó nhanh luôn. Các bạn tải cho mình cái tool WinRAR nè. WinRAR thì nó có nhiều phiên bản lắm các bạn. Cái máy này ra khá là lâu rồi, iOS thấp nữa, các bạn chạy cho mình là cái bản 1.1 thôi, đừng có chạy cái bản 2.1 nha. Rồi các bạn mở cái tool lên. Driver các bạn phải cài đầy đủ trên tool nha. Xin lỗi các bạn, trên máy tính của mình ha. Rồi mở cái tool lên, đợi cho nó nhận diện cái điện thoại á. Các bạn chọn đúng cái tích cái máy của mình. Ví dụ iOS 12 thì chọn trong cái khoảng này nè, chip A8 ha. Rồi các bạn bấm nét trên tool. Tự động cái tool nó đưa cái máy mình về chế độ recovery, là chế độ cấp dù nha. Các bạn đợi một lát nó về chế độ recovery á. Tiến hành mình bấm nét trên tool, đưa cái máy về chế độ DFU. Để bù những cái máy mà phím home mềm mà các bạn bấm phím nguồn với phím home như mình nè, bấm nét, nhấn giữ nguồn về home khoảng 4 giây, buông phím nguồn, giữ phím home. Các bạn đợi một lát á là nó sẽ vô chế độ để bù cái tool mình đã chạy ha, mình buông tay được nè. Rồi lúc này các bạn cứ đợi thôi, nó làm gì nó làm, lỗi tới đâu thì mình làm tới đó ha. Khi này thì mình đợi cho cái tool nó làm việc. Những cái máy này nói chung mình ra red mà không cần USB á các bạn, thực ra nó cũng hơi khó chịu nha, chứ không phải là các bạn chạy một lần là được liền ha. Rồi lúc này nó boot á thì cái điện thoại mình á nó sẽ khởi động lên, chạy những cái lệnh bông OS nè. Các bạn đợi cho nó chạy xong á, nó khởi động lên là hầu như là thành công nha các bạn. Nhớ chạy cho mình cái bản 1.1 thôi, còn những cái dòng iPhone đời sau á cao hơn á thì mình chạy cái phiên bản cao hơn của WinRAR nha. Rồi khi mà nó boot lên á, các bạn đợi cái tool nó báo thành công nè, máy mình nó boot lên. Cái này thì mình các bạn phải đợi nha, đừng có chạy nhanh, đừng có dạng như hấp tay hấp tấp quá là hỏng việc nha các bạn. Rồi khi nó khởi động lên á, mình tiến hành mình coi thử trên bao tool đó nó báo ra red thành công chưa, là ok ngon lành nè. Đó các bạn thấy không, nó báo ok thành công như vậy thôi. Giờ mình kiểm tra coi thử là trên màn hình điện thoại nó có cái chết ra rồi kìa các bạn. Rồi từ từ ha, rồi mình cài cái CD cho nó thôi. Rồi các bạn tiến hành thêm nguồn về vọc vạch gì đó cho vui vui thì tùy ha. Máy này ra khá là lâu rồi, khách hàng nói chung cũng học sinh sinh viên á, cần mình cài cái CD về thêm nguồn vọc vạch thôi các bạn. Rồi các bạn tiến hành cài CD như trên màn hình thôi, đợi một lát nó sẽ tải những cái gì cần thiết á, là trên máy mình đã có CD ha. Rồi ngon lành nè các bạn, như vậy thôi, khá là đơn giản ha. Rồi mình có thời gian mình cũng chịu khó làm những cái video về bypass cho các bạn xem. Các bạn thấy hay á thì đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.